Vợ em thì cái gì cũng tốt hết, chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha, trò dơ ghê gớm luôn á chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ lấy tay chọt vô đây đút vô miệng em, em nghe mặn mặn cái là em dậy em hỏi gì em còn mặn mặn nữa. Đàn ông của chúng ta cái bệnh gọi là 10:30 đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha, canh lúc nào cũng 10:30 tới 11 giờ là hay khiều khiều chọt chọt em, chọt xong em mất ngủ tới sáng làm đâu nổi đâu. Nem ngư cả cơm tươi nấu đậm đà chấm thơm ngon cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú, năm nay em 33 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được 11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Hùng cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi, đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con. Đó. Thấy không? Rồi, nó nghe nè. Dạ. Sao mà cua được cháu hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Giờ là phong độ. Giờ là phong độ. Dạ, bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Hỏi gì ví dụ. Thực sự nếu mà em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ tại em uống trà sữa nhiều chị. Dạ. Rồi, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Dạ đúng chính xác luôn á. Yeah. Hay. Yeah, yeah. Lần đầu tiên. Yeah. Dạ nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc là như là lớp 8, 8.5 là gần là lớp 9 rồi, nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành, nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc, đúng, tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em, làm tất cả, dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đối với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Mà em lúc đó em đang làm tiếp tân nữa, là 10:30 em vô ca nên là tính rủ vợ em đi xem, là 9 giờ bắn tới khoảng 9:15 hay 9:30 là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của nó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết, mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi hăm he em, nói là mày nha coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em không dám anh ơi, cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi, không thể chở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1:00 mấy 2 giờ mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong khách sạn em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh chứ không phải là vô đi đúng lên không? Dạ mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không, lớp 8.5, sắp là lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi gì rồi. Thì chắc như lộn quá. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình với cô ấy? Dạ tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. À, rồi quen nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ, dạ đúng. Đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn của đó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm, là em cứ đứng hẻm đó chờ, rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng không biết nổi. Cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ, tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết. Mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà bà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung cho là bác sĩ phải không? Dạ bác sĩ. Kể okay, nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá cái tôi biết ai bảo cưới gì. Dạ. Anh của em là lúc mà mắt em ánh lên một tia rất là dã man, xong rồi là dã man nghe cùng ghê quá vậy.
Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên của tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu nguyên một đám, và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn nó đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, người ta nói vài chai rượu. Cái điểm không biết uống mà mua vài chai đó nên cái chuyện nó xảy ra. Chỉ biết uống là mua vài chai đâu sao đâu. Gì vậy, rượu tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vài chai rượu. Vài chai vodka. Uống một chai mà là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Sáng nhớ lại. Thấy hai đứa, ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? Thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu ông mừng chết rồi. Em mới kêu là thôi em vô kiểm tra coi sự việc của em tiến triển tới thế nào, còn anh kiểm tra cái của anh. Gì vậy biết rồi, chán dán mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì? Dạ thì em cũng tè le luôn anh ơi. Còn tè le là sao? Người phụ nữ người ta kiểm tra là biết có bị gì không, còn dạ. Ông kiểm tra không biết cái gì. Trời, em nói nghe, giả sử như anh 6 giờ 12 giờ còn em là ví dụ như là lên 12 giờ lên xuống 6 giờ xuống hoài không lên được. Trời đất ơi, đủ cái cảm giác sao, nói nghe cái cảm giác coi. Cảm giác sợ, hoảng sợ, hoang mang lắm. Cũng sợ, chị cũng hoang mang, tại vì là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á, nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh. Là tỉnh hẳn luôn. Dạ. Tức là khi mà thấy nhìn trời cái lõa thể vậy là coi như mất hồn tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó sinh nữa không? Dạ. Dạ không. Thì một đứa đi về luôn. Không, lúc không, đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa đúng. Chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em. Và về dưới sự chứng kiến của em là giờ em muốn luôn. Sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng của đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, dạ chỉ không. Có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải phiên. Không, tới tháng vẫn có luôn chị. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không ngán gì luôn. Không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Và sau tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao hôm nay thấy mập mập mà sao thấy ăn nhiều quá vậy, nên là nó giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Em cũng hoảng sợ nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn á. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung với mẹ em không biết nữa. Tại vì không có biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, em có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ, có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt anh lên huyết áp quá. Thì anh làm nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lần. Mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3, kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn. Dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc. Bây giờ xanh nó chưa? Xanh nó dạ, được, xanh rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à. Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại có vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ có. Mấy cái thuốc đó rất là nguy hiểm nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ khỏe mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi. Cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em, không bao giờ quên, cả đời luôn đó. Em cứ ra, em dò đầu, bứt tóc.
Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày, giờ mày tính sao mày, mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em á, là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi à, con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ. Là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của nó làm em là cứ khắc cốt quy tâm tâm lý. Dạ, mà nó có lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. À, và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu. Nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới vậy rồi thôi cưới đi. Giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó, nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ, phải nói cho gia đình hai bên biết luôn. Lúc đó phản ứng của gia đình hai bên, gia đình bên em thì má em không chịu. Còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, sau mày dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó, sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em. Em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì mỗi hồi ba bỏ đi thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu. Dạ, mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em, rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là từ bụng nó lớn nhanh như lỗi, nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất nhà. Nhưng mà con làm cho ba hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này, đặc biệt là giống như là khi tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là giống như là ý muốn của trời đất vậy đó. Ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là thuộc lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên Vân thấy thương quá. Thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể khi mà chú rể nói ra. Thì Vân nghĩ là thôi, anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ... Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc. Vân sẽ rất là quý nó. Bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu. Đó. Cho nên là thôi anh chị rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi. Yeah. Quay trở lại một cái format rất quen thuộc, đó là giật mặt nhau. Đó. Yeah. Đây là đó. Chuyên gia làm tuột mút. Đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi, đúng không? Thì anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộng, ở dơ cực kỳ luôn. Câu rồi, không dơ. Tối, ngày nào em kêu anh đi đánh răng rồi đi ngủ.
Rồi xong vô đánh răng cái hồi em anh đi xuống dưới lầu anh uống nước rồi anh lên nha, là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không đánh răng lại nữa đi ngủ. Tật xấu thứ hai, em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu á, và anh làm với em một hồi em xuống tanh bành luôn, là bài ra còn nhiều hơn nữa, em giận cực hơn nữa, bừa bãi đó, gọi là bừa bộn. Còn gì nữa? Tiết kiệm, nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ mỹ ngờ cao. Anh đi ăn đó không? Đi liền, rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi, ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon, nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập, muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Cái này lạ kỳ vậy ta, mà em có biết là ói mệt lắm không? Dạ không, khi mà mình ăn mình uống nước nhiều mà mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn đã lắm, ọt cái hết trơn. Trời. Có gì nữa không? Có nhiêu đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết, chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha, trò dơ ghê gớm luôn á chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ lấy tay chọt vô đây đút vô miệng em, em nghe mặn mặn cái là em dậy em hỏi gì trời ơi, em còn mặn mặn nữa trời ơi muốn ói luôn anh ơi, rất là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta, cái bệnh gọi là 10:30 đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm, hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha, canh lúc nào cũng 10:30 tới 11:00 là hay khiều khiều chọt chọt em, chọt xong em mất ngủ tới sáng làm đâu có nổi đâu, khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là tú 3:00. Dạ giờ tú 10:30 10:30 con gái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa cũng chịu, cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên rồi ôm em ngủ, em ngủ đâu có được đâu, phải hoạt động. Dạ đúng rồi. Lại khó chịu cái này tuổi lớn tôi phát triển mà. Dạ bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa chúng sâm dùng mổ thận nè. Dạ em hy vọng vậy. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới, em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Trời ơi. Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi, nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính ở trên đầu anh, trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé, anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lương mà của anh cho em. Làm vợ nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Để nó đeo vô luôn đi, là lấy là không được. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Thay mặt coi như là thay mặt chương trình nè, chúc tụi em trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn. Nguyễn Tân Phi Nhật, 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là shipper cho vợ. Như vậy đây là bà chủ bán hàng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuật và chào khán giả. Em tên là Trần Mộng Thu, năm nay em 31 tuổi. Công việc chính của em là buôn bán quán cơm nhỏ và có một tiệm ăn vặt kết hợp với bán online trên mạng. Bà nói nghe nè, có được trả lương không? Ngày nào vui thì vợ trả lương, còn nào không vui thôi ăn cơm ba bữa rồi sao. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Em sinh viên năm cuối, còn ảnh lúc đó đang học sinh viên năm 2. Thì tụi em đi làm thêm ở một cái nhà hàng ở quận Tân Bình á. Anh chàng không biết sao mà lại kết em từ lúc đó. Trong một dàn chân dài em đi qua đi lại thì thấy vợ em là người đặc biệt. Đầu thì em thấy anh cứ theo em thôi, tại anh nhỏ tuổi anh em mà lại cấp dưới em nữa. Với lại như BD, hồi đó anh trắng môi đỏ, xong rồi tóc thì dài ngang vai. Mà chỉ biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời ơi em nhìn nó trời, cái thằng này xong mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Lúc đó là cái gu của em là gu lớn tuổi cơ. Còn mấy cái gu này gu nhóc nhóc là em không để ý. Và tại sao em lại đổ? Em tốt nghiệp xong em làm ở đây em thấy là không ổn rồi.
em quyết định về quê. Em đuổi em bỏ đi rồi thì là vác ba lô về dưới nhà em, anh dầm ở về luôn. Vậy đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Quen bà xã là nhà em bị sự cố nên là chuyển về Bình Thuận. Ừ, và khi mà vợ về quê là đu theo, đu theo luôn. Đến lúc em về nhà sao em mở cửa ra em thấy ơ cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Trời. Là anh ta là vác ba lô rồi cứ đầy đủ sẵn sàng chỉ đợi em mở cửa là lao vô. Ủa nhưng mà cha mẹ hay sao? Bác ba mẹ em hỏi cái thằng này thằng nào. Nhưng mà anh chàng rất lì. Không chịu đi. Không chịu đi. Rồi tối ngủ làm sao? Ngủ dưới bếp. Mà nhà vẫn cho ở hay hả? Chắc là ba mẹ em cũng thấy tội nghiệp. Em dùng cái gì để gọi là em chinh phục là hai bác ở nhà vậy? Thì lúc đầu nhà bà xã em ở trong cao su mà thì có đất rẫy đó, thì bố vợ đi làm cái gì thì mình làm cái đó, đi theo ông mà cuốc đất thì lè lưỡi luôn đó. mà không dám rên, rên thì sợ đuổi về Sài Gòn lại sao. Không dám rên, nói là căng lên nói sao được không con. Dạ được. Được chú ơi, chú tới đâu con theo tới đó. Trong bụng rồi thôi chắc phải về. chắc chết chịu không nổi. Thì mẹ vợ lúc đó cũng bán cơm khách khứa rồi bê dĩa thế nọ rồi rửa chén rửa bát rồi nói chung là làm khi nào mà chịu thì thôi. Xác định rõ ràng, xác định rõ ràng luôn. Chịu thì tối thì là cực kỳ ly. Lúc đó là em quyết định xin phép ba mẹ là cho tụi em ra thị trấn, hai đứa quyết định ra thị trấn rồi bắt đầu lập nghiệp ngoài thị trấn luôn. Và hai đứa sống chung với nhau. Dạ. Ở trong nhà là đã có tỏ tình với nhau chưa? Từ xưa nhờ anh không giờ tỏ tình em. Cứ coi như là mặc định là bà biết là tôi thương bà thôi. Ừ. Bà biết tôi thương bà thôi. Tỏ tình là không có trong từ điển của em. Rồi, sống chung như thế nào? Lúc đầu là đi làm thì cái chỗ đó làm nhặt em. Tại lúc đó em chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Này lúc đó bỏ học rồi, đâu có bằng cấp gì đâu. Nói với ông chủ là thôi thằng này thằng em. Nhặt nó luôn đi. Thì giả danh hai chị em như vậy là 6 tháng. Đến khi mà bị phát hiện rồi thì ông chủ nói hai thằng bay lừa tao. Rồi thì em quen nhau được 4 năm. Nhưng mà hai đứa mà sống với nhau ở ngoài á, bắt đầu từ tách ly ra. Dạ. Là sống có sống thử với nhau đúng không? Dạ có. Và chắc chắn là cái lần đầu á là khi mà đến với ảnh là lúc đó là có nghĩa là giống như là một cuộc phiêu lưu hay là vì mình yêu mà mình chấp nhận cái chuyện đó. À, giống như em chấp nhận, em thử cảm giác. Dạ. Còn ảnh thì giống như rung. Em không rung nhưng mà ảnh rất là rung. Em bị tấn công đúng không? Dạ. Dạ luôn kìa. Tấn công mà không được, bây giờ lại bị tấn công ngược lại thì đỡ không kịp, gọi là đỡ không kịp. Tụi em ở chung với nhau là 4 năm. Dạ, 4 năm. Đúng không? Ở trong 4 năm đó, cái chuyện tình cảm nó có trơn tru mọi thứ không hay là nó có sóng gió? Dạ nhiều sóng gió anh. Mà ảnh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Rồi có khi nào động tay động chân không? Dạ có. Cũng nói chuyện bàn bạc công việc vậy rồi thì đến khi anh cảm thấy là anh nói em đứng lên nhưng mà em đang làm việc nhưng mà anh không được, em không đứng lên được, phải xong cái công việc của em. Thì khi em đứng lên thì lập tức là anh cho em một chưởng là em té đập mặt xuống đất luôn. Wow. Là xô? Là xô em hay là đánh em hay là như thế nào? Giống như dọc vậy đó nhưng mà cái sức đàn ông thì họ kìm lại nhưng mà cái sức của em thì nó ngã luôn. Em dập mặt xuống thì chảy máu miệng xíu. Sau đó như thế nào? Thì em bỏ luôn, quyết định chia tay luôn. Bao lâu? Mấy là 3 tháng. Ừ. 3 tháng ít ạ. Ít rồi. 6-7 tháng. Tại sao lại quay lại? Khi bỏ em xong bắt đầu anh xa đoạn, anh đi chơi, anh lên Sài Gòn, anh đi lúc, anh đi ba, anh đi lắc rồi tùm lum. Anh cảm thấy là nếu mà bây giờ mình cứ buông anh như vậy chắc chắn anh sẽ xa lầy. Thì cũng cho anh thời gian để mà anh biết được là không có em thì anh sẽ như thế nào. Thì đến khi mà anh quyết định anh sửa được cái tính ghen đó thì em mới quay về. Rồi bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Quay lại chắc cả năm anh hả? Bác sĩ kêu cưới. Bây giờ tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Hôm nay chính thức là 5 năm. Rồi sau khi cưới các em có gặp khó khăn gì không? Dạ khó khăn thì nhiều. Tại vì cưới xong á là hầu như là tiền sính lễ bên đàn gái á cho ba mẹ em hết. Vợ chồng em lúc đó là coi tài khoản thì chỉ còn có 12 triệu thôi. Mới nói chồng ơi giờ người ta cũng đi hưởng tuần trăng mật, giờ ông để hai chồng sao? Thì chồng nói chơi luôn em. Đến khi về thì là còn có 2 triệu. Đó là không thể nào ở chung ba mẹ được. Tụi em mới quyết định là ra mướn phòng trọ. Tiền nhà đó là 1.6 triệu. Thì còn 400 ngàn. 400 ngàn lúc đó em đã bầu 5 tháng rồi. Thì không thể nào trở lại công việc quản lý nhà hàng nữa. Thì ông xã vẫn đi làm công việc bình thường mà lương đó của anh ít lắm. 400 ngàn này em sẽ đi mướn một xe đứt mía. Em sẽ ra chợ đêm bán. Cứ 5 giờ chiều ra bán đến 10 giờ đêm. Chợ chống thương sao anh? Bán có buổi tối không mà cứ một đêm thu vô 1.5 triệu. Cứ chạy hoài đến khi em sanh em bé luôn. Rồi bắt đầu là em mở thêm một cái quán cơm nhỏ.
là cho tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Ồ, vậy đó hả? Hay quá. Bây giờ cuộc sống của hai em là coi như về mặt kinh tế là ổn rồi. Ổn định, đúng không? Dạ. Vậy thì nhân đây chúng ta khui thật xấu nhau luôn đi. Không, anh ấy có thật xấu gì không em? Ảnh thì ok lắm. Từ các việc nhà, các thứ anh làm hết cho em. Thậm chí giặt đồ và đạt anh làm hết. Con cái anh chăm sóc, tắm rửa cho con hết, đi học à. Nhưng mà bị một cái tật đó làm lãng trí. Ví dụ như là em nói là anh ơi, em thiếu bịch đường. Anh chạy qua bên kia mua cho em bịch đường. Ok, chạy qua, bóc điện thoại. Bà ơi, bà kêu anh mua cái gì? Hả? Em kêu anh mua cho em bịch đường. Ok, cúp máy chạy về. Bịch muối nè em. Trời ơi. Trời ơi. Em cố tình hay là em quên thiệt? Em quên thiệt. Hoặc là ví dụ em nói là anh ơi, cái chị khách này công ty nè, chị đặt cái tiền này là 1.070.000. Ok vợ, chạy vô. Vợ, bao nhiêu? 1.070.000. Ok vợ, tí đi về. 1.000.000. Phải ô 70.000 đâu. Ủa anh nhớ 1.000.000 mà. Trời sao? Còn thật xấu gì nữa không? Dạ, anh thấy chồng em rất hiền. Tức là thích khoe. Khoe khoang. Ví dụ như vậy này, anh ơi, bây giờ cái xe này nó nhỏ quá, em sẽ đổi một cái xe 7 chỗ lớn hơn để cho vợ chồng mình đi du lịch, bạn bè chở nó rộng. Nhưng mà chắc cuối năm em mới đổi được. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra. Ê Thu, tao nghe mày nói, nghe thằng Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Mà bác đâu là ở dưới nhà nội. Ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Dạ chưa tỏ mà ngõ đánh không à. Em cũng thật thà, em nói tướng thiệt. Tướng thiệt là ngày mai mua. Rồi giờ tới em đó Nhật. Kính thưa anh Quốc Cường, chị Hồng Vân và khán giả ở đây. Hôm nay là em được phép nói xấu vợ em trên truyền hình và cho cả nước biết luôn. Mặt đỏ chưa kìa. Anh trông mong lắm anh, anh trông mong lắm. Em trông mong tới ngày này lâu lắm rồi, bây giờ mới nói được. Rồi nói đi em. Nhất là nói nhiều vô địch. Anh cứ nghĩ đi, kẹo xinh gôm đi, mà anh em mình nhai hết ngọt là không ăn nữa. Đấy, hết ngọt vẫn còn nhai là anh hiểu là bộ đồ ngủ á, mặc một tuần không giặt. Em nói em, bộ này anh thấy mà em mặc 5-6 ngày rồi. Chưa, mai mới là 7 ngày, giặt thì sớm. Còn mà ngày nào mà em mà quên giặt đồ phơi á, là ngày đó không có đồ mặc luôn. Đợi em thì chắc không bao giờ có đồ mặc. Còn gì nữa? Bây giờ kể ra đây ngại lắm. Cứ kể đi, không sao cả. Dạ. Bây giờ mọi người muốn nghe đó mà. À, có cái tật hay thả bom à, nói là cái mùi thơm là mùi đặc biệt. Ví dụ đi một đám đông đi mà thả bom phát là em biết liền, đương nhiên là quen mùi luôn đó. Quen mùi luôn, em biết vợ em liền, nhưng mà em đâu dám nói, mình cũng giả vờ bơ. Sống đây là 9 năm rồi, mỗi lần mà anh cầu nhau em cái việc đó thì em chỉ nói câu là bây giờ vợ chửi thì phải nghe, vợ địt thì phải hửi. Bây giờ vợ địt mà không hửi thì ai hửi? À, đôi lúc mà đang ngủ á là miệng hả vậy nè, rải chạy ra. Em ơi, đập em ơi. Gì anh, nước rãi kìa. Ê, hút vô lại ngủ tiếp. Thôi em kể tới đây thôi. Tối... không dám kể nữa. Để... tức là còn đúng không? Dạ, nhưng mà tối về mới được ngủ chung với chủ. Không bị đói. Không là ngủ ngoài đường. Kể nữa là tối không được ngủ chung với chủ. Dễ thương. Rồi bây giờ mong muốn bà chủ thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất thì cũng bớt nói lại, bớt cằn nhằn lại. Hai thì sạch sẽ hơn, thơm tho hơn tí. Tại vì lúc trước thì quen cũng thơm tho lắm, mà sao về sau này sao càng ngày không thơm nữa. Mà lò bán quá mà. Còn em? Chú ảnh thì ok hết, trong công việc ảnh tập trung hơn thôi là em mừng rồi. Hồi nãy em cũng nói luôn, trong từ điển của em mà không có chữ tỏ tình. Thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, và đặc biệt là trên sân khấu này, em có muốn nói, có muốn hành động gì với người chủ của mình hay không? À, hôm nay nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình, anh không có gì hơn thì chúc em càng ngày làm ăn càng phát đạt và tình yêu của anh dành cho em lúc nào cũng 100%. À, chồng em là một cái gu mà không có lãng mạn. Thậm chí là khi kết hôn cũng vậy. Tham gia chương trình này là giống như là em nói với ảnh là để hấp hôn á, mà nhiều khi cần cái lãng mạn thì ảnh không có, nhưng mà đến ngày hôm nay chương trình thì ảnh nói như vậy là em cảm thấy em xúc động. Vợ chồng em cảm ơn chương trình rất là nhiều và cảm ơn khán giả cũng rất là nhiều. Anh cũng cảm ơn hai bạn. Nói nghe nè, chồng em có duyên lắm á,
cái duyên ngầm của chồng em á, rất là ngầm luôn, mà rất là duyên dáng luôn. Thì chị thấy á, là sao em không phát huy cái đó, em phát huy cái đó để cho cái gọi là cuộc sống của vợ chồng em á, nó càng ngày càng thú vị. Tại vì á, em biết không, thực ra em đừng mong chồng em giống như những người chồng khác, có nghĩa là cái kiểu đó, mà vì chồng em có một cái nét rất là riêng. Đó, thành ra là em tận hưởng cái nét riêng của chồng em. Cực kỳ duyên dáng, mà nói câu nào là mắc cười câu đó. Chỉ có điều bây giờ em chỉ chịu khó em nói một số những cái từ ngữ nó hoa mỹ hơn một chút, nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó say đắm hơn một chút với vợ em. Tại vì thực ra vợ em là một người phụ nữ quá giỏi, mà gọi là hy sinh sức khỏe nè, rồi nói chung là tuổi xuân này, nói chung tất cả mọi thứ để cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc, từ tay trắng mà làm nên như vậy là quá giỏi rồi. 400.000 mà bây giờ gầy dựng như vậy là quá tuyệt rồi, đúng không? Cố gắng giữ gìn nhau nghe không? Không dám nói xấu nhiều, sợ chủ cho ngủ chung. Xin chúc cho em và người chủ của em sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Nhớ lên lương giọng nghe. Để đây nè con. Đây. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái hàng rào thôi ha, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Các bạn có thể trao đổi để cùng cảm nhận từ cái giọng nói ha, tiếng cười, rồi sau đó mình gặp gỡ nhau. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em là Trương Nguyễn Hoàng Minh, năm nay em 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Minh làm gì Minh? Dạ, làm kỹ thuật điện. Kỹ thuật điện, dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê tại Bình Dương. Bình Dương luôn? Dạ. Rồi, bạn Minh 23 tuổi, trẻ măng luôn, làm kỹ thuật ở Bình Dương. Minh ơi, Minh hồi hộp, rung lắm, sao mà Minh nhắc ngang cái chữ ngộ vậy Minh? Dạ, cũng hơi hồi hộp. Hồi hộp phải không? Đừng có hồi hộp nghe. Dạ. Rồi giờ nghe bạn gái giới thiệu nè. Giới thiệu đi con. Dạ, con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào nhà trai, chào nhà gái. Chào tất cả mọi người ở đây. Con tên là Trần Thị Như Quỳnh. Hiện đang, năm nay con 24 tuổi. Và con đang, là nghề nghiệp của con là nhân viên văn phòng. Nhân viên con làm ở đâu? Dạ, con làm ở công ty Micro Asset. Ở quận Nhất à? Quận Nhất hả? Dạ. Con sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, con sống ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Dạ. Rồi. Gò Vấp lên Bình Dương thì cũng được ha. Dạ. Gò Vấp Bình Dương cũng không có xa mấy. Bên kia Quỳnh, bên đây Minh, Quỳnh Minh. Quỳnh 24, Minh 23. Dạ. Tình hình nó cũng hơi căng chút xíu. Có gì đâu căng. Mình thấy sao Minh? Dạ cũng được. Cũng được ha. Dạ. Nhưng mình là nam mình phải kêu bằng em nha. Dạ. Kệ. Không sao hết ha. Dạ. Rồi. Tình yêu là đủ lớn là được rồi. Bây giờ vậy đi, nhường nữ trước đi ha. Bây giờ Quỳnh con Lady First. Con nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi con. Dạ, con thì điểm mạnh của con là một người hoạt bát, hoài đồng, vui vẻ, thân thiện. Con chịu học hỏi, con có tính siêng năng cần cù. Và con cảm thấy là khi mà mọi người tiếp xúc và đi chơi với con á, thì mọi người cảm thấy rất là thoải mái và mọi người quý mến con. Dạ. Con có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của con thì con hơi ngây ngô, dễ bị kiểu dễ bị một hành động nhỏ mà dễ bị lừa. Con dễ bị lừa, con dễ tin người. Dễ tin người, dạ, có dễ bị dụ không? Không, dụ thì không được, nhưng mà ý là con tin á. Con tin thì con tự buồn thôi. Với lại con hay tự biên kịch trong đầu con nhiều cái làm cho con tệ hơn. Ý là... Con cái... bị suy diễn hả? Dạ đúng rồi, con hơi suy diễn nhiều vấn đề một chút. Nhưng mà cái suy diễn đó là nó mang tính tích cực hay tiêu cực? Dạ thường hơi tiêu cực một chút. Hơi tiêu cực, dạ. Đúng không? Làm cho mình buồn, dễ stress đúng không? Dạ. Rồi, sao cưng? Con nghe bạn tâm sự thấy sao? Dạ, được. Được, ok. Thấy bạn dễ stress về cái suy diễn, con thấy nó thấy thương không? Những người như vậy đáng thương lắm á, thiệt á. Tại vì họ hay nghĩ ngợi lung tung, họ tự làm khổ họ. Tại có một mình ta suy diễn thôi, chứ có hai mình người ta trao đổi nhau, chia sẻ nó hết suy diễn thôi. Mình nói đi cho bà mối biết là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh là sạch sẽ, gọn gàng và hòa đồng với mọi người. Sạch sẽ, quan trọng là sạch sẽ, gọn gàng ha. Dạ. Là gì nữa Minh? Điểm yếu có điểm không? Yếu là hơi nhút nhát với ít nói thôi. Tại vô đông người thì ít nói. Ít nói. Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu mà. Tật xấu là hay quên. Hay quên hả? Dạ. Mượn tiền có quên không?
Dạ không. Cho tao mượn tiền cũng đâu quên được ha. Dạ. Nói chứ tại công việc mình nhiều quá rồi mình hay quên thôi. Dạ. Chứ cũng nếu mình tập trung mình cũng không có quên dữ lắm đâu. Dạ. Rồi mình nói cho bà mối biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Trong trắng như là trong trắng. Dạ. Trong trắng đúng không? Để gì để cô hỏi bên đây nghe. Dạ. À, đây là Quỳnh, đây là Minh đúng không? Đây là Minh, bên kia là Quỳnh. Đây là Quỳnh. Lộn qua là mệt lắm. Tại vì chú nhớ chú Quỳnh Minh Nhị á, thầy của Vân á. À, Minh, Quỳnh. Quỳnh, Quỳnh có mấy mối tình nè con? À, dạ, con có hai mối tình. Mối tình. Dạ, và mối tình đó xảy ra cách đây 8 năm. Lúc con học cấp 3. Và tới giờ là con chưa có mối tình nào. Cái đó là gì là 8 năm trước là cái mối tình đó thời học sinh thôi đúng dạ, không? Dạ, là năm lớp 11 và lớp 12. Ừ, đó dạ. Là thời học sinh. Dạ, đúng hoa không? Có sâu đậm không? Dạ không à. Dạ. Thoảng qua thôi đúng không? Mới nói chung sinh. Hồi đó còn trẻ còn nhỏ không, không có suy nghĩ nhiều. Thì giờ con vẫn là bạn với hai người bạn đó. À, vẫn là bạn vui vẻ trong cuộc sống, giúp đỡ nhau bình thường. Dạ. Như vậy có nghĩa là mình chưa xếp cái đó vô gọi là tình dạ, gọi là đúng. Tình mối tình. Dạ, đúng, đúng nghĩa rồi. Được đúng không? Dạ. Đó. À, dạ đúng. Như vậy là hai đứa là đồng thanh đồng thủ đó. Rồi. Đều là tinh khôi mình hết á. Nói cho bên đàn gái biết mình đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. À, về hình dung như thế nào mình tưởng tượng ra đó con có mẫu hình đó. Mẫu hình lý tưởng á. Mẫu hình lý tưởng là giống giống ai, giống nghệ sĩ giống ai mà nó quên luôn rồi nữa. Giống nghệ sĩ nào? Hồng Dân. Có ai nhắc tuồng, có ai nhắc tuồng cho em không? Giống Hồng Dân, Hồng Đào hay là nghệ sĩ nào? Nghệ sĩ trẻ cỡ nào? Cỡ mỗi nó gia đình hả? Ai cỡ ai trời hình dung người yêu rồi. Hồ Bích Trâm không? Hồ Bích Trâm đúng trời rồi. Trời ơi tôi mà còn biết nữa. Ủa vậy hả? Sao Linh biết ai vậy? Nhìn nó biết thích Hồ Bích Trâm rồi. Ủa sao lạ vậy? Tức là con người năng động đó. Tại vì bé nó nhát. Nó thích Hồ Trâm là trong năng động phải không? Oh. Rồi nhanh nhẹn, rồi hoạt bát, rồi hài hước. Đúng không? Dạ. Thấy chưa? Oh, trời ơi tâm lý dữ lắm. Là hình dáng giống Hồ Bích Trâm luôn? Ừ. Hay là chỉ có tính tình thôi? Tính tình, hình dáng y chang hết. Y chang hết luôn? Dạ. Rồi tôi đi kiếm Hồ Bích Trâm cho chú nói chuyện nha. Hồ Trâm là học trò của Hồ Dân đó. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà rồi nói vậy rồi không sợ bạn bên đây buồn sao? Ví dụ mà bây giờ bạn này không giống Hồ Bích Trâm thì ví dụ thì không giống Hồ Trâm thì bên kia giống Hồ Ngọc Hà cũng được. Sao nè, nói nghe coi nè. Ví dụ như là bạn gái bên đây sẽ không giống bất kỳ một cái hình mẫu lý tưởng nào của con á, thì lúc đó con sẽ như thế nào? Tương ná ná được rồi, không có giống ná được rồi. Không có ná luôn á, không có ná mà bạn đó là bạn. Ví dụ như giờ bên đây Quỳnh nó là Quỳnh chứ nó không có giống ai hết trơn trọi á, thì con sao? Trời, miễn con gái được rồi con. Dạ, miễn yêu thương là được rồi. Miễn yêu thương đúng không? Dạ. Miễn làm yêu thương mình thật lòng. Miễn là một người phụ nữ gọi là cũng năng động, cũng gọi là giỏi giang như là Hồ Bích Trâm là được rồi đúng không? Dạ. Rồi. Ok. Rồi, được rồi, để ông Mai qua coi giống hồ gì đây. Giống sĩ hồ là mệt đó nha. Trời ơi, cái mặt dễ thương quá chứ bộ. Tươi dễ sợ luôn rồi nha. Dạ. Có duyên đó. À. Cái này mà gương mặt này mà nếu mà cần cảnh vô về mặt điện ảnh là có nét lắm á. Dễ rồi. Nhớ ấn tượng nữa. Đúng rồi. Ừ, xinh đẹp, trẻ trung. Hả? Bây giờ thì mình, cho đàn trai biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Dạ, con đơn giản lắm. Giống chú là được. Nhìn Phúc Hậu giống chú. Giống chú hả? Phúc Hậu là có nghe. Có nha. Phúc chú thì là cũng không có giống gì không á. Cũng giống chú á. Dễ thương ha. Được à, mà cười cũng có duyên lắm. Nói chung là cũng giống đẹp trai hơn chú. Được không? Dạ, ngoại hình thì con không quan trọng. Không quan trọng ha. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân để coi góp ý cho con thêm thôi. Đi với ai? Dạ, con đi với mẹ và ba người bạn thân của con. À, có mẹ nữa hả? Dạ. Rồi chào đại diện nhà gái. Rồi mời mẹ cho ý kiến nào. Mẹ cứ ngồi đi. Mẹ cứ ngồi đi ha. Ngồi đi. Rồi nhà gái coi ý kiến coi. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay và chào nhà trai. Dạ. Em là mẹ của cháu Quỳnh. Em cũng xin có vài lời phát biểu là cháu nó thì ngoan, hiền, hiếu thảo nhưng có một điều là hơi bừa bộn một chút đó. Nên là nếu mà có gì thì về hai đứa bảo nhau rồi nhà có gì thì con cũng phải nghe lời bên đó. Đó, mẹ chỉ nói vậy thôi.
Còn nếu mà con mà với bạn ở bên đây mà hợp nhau thì bấm nút. Rồi, rồi mình, cảm ơn mẹ. Mình cảm nghĩ về Trang Huệ tương lai mình thấy. Cháu Minh thì thấy được đó, thấy hiền làm chất phác đó, cùng quê Bình Dương với tôi luôn. Hay đúng quá. Rồi. Dạ được cô. Thủ châu một Bình Dương nè. Ủa vậy đó hả? Dạ. Trời ơi khỏe re rồi. Nhìn nó hiền không? Phúc hậu thấy không? Thấy hiền. À, thấy chất phác đó. Đẹp trai vừa lên luôn thấy chưa? Không, không đẹp bằng vừa lên đâu. Đó, chưa tút lên thôi. Vô đây chú tút lại nó đẹp luôn. À, thấy được hai đứa nó hợp á. Dạ, thấy là thấy bự con đó là thấy được rồi đó. Rồi, cảm ơn nhà gái. Dạ. Mình đi với ai nè? Đi với dì, cậu với mợ. À, dì với cậu mợ dạ. Giống như cha mẹ luôn rồi ha. Rồi, mời đại diện nhà trai. Bên này có hai gia đình đầy đủ người lớn hết rồi đó. Rồi, xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Trân. Chào nhà trai. Chào đàn gái và tất cả khán giả ở trường quay hôm nay ạ. Hôm nay tôi đại diện cho ba mẹ bé Minh. Tôi là dì hai, dì ruột của bé Minh á. Ba mẹ nó bận công việc, nó không có đi được nên dì ruột coi như mẹ rồi. Rồi, cũng như là mẹ luôn. Đúng rồi. Hôm nay đến đây là thấy hai cháu là giờ là vui lắm rồi. Thấy bên đây là cũng kết rồi đó. Kết luôn rồi đó. Hai bạn rất là xứng. Là tánh tình là hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ. Thấy là chịu rồi đó mà đồng hương nữa, thủ vô một nữa. Là hai bạn hãy cho nhau một cơ hội. Đây là một cái duyên đúng không? Cái duyên đến đây hai bạn cho nhau bấm nút đi, cho nhau một cơ hội. Mình tìm hiểu mình sẽ đến với nhau luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Hai đứa nó hợp nhau, nhìn nó tròn tròn, múp múp giống nhau ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Hai trẻ trao đổi rồi coi có nút bấm hay không, mình chưa biết nha. Mở rào. Bắt đầu cho mình nha. Dạ. Cố lên nào. Hít thở thật sâu vô. Mạnh mẽ lên. Tiến lên. Bắt đầu. Rồi lớn lên nhà mình nha. Dạ. Dạ, đứng lên đi con. Quà tặng. Cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ. Rồi nói ý nghĩa coi nè. Anh mở ra coi. Một cái áo khung. Thật sự là em rất thích con trai mà áo polo á. Yeah. Thì thật lúc hôm qua em cũng không mừng tượng được anh như thế nào nữa. Yeah. Cái hôm nay em có mua size này thì ví dụ mà size gì? Con nếu... size gì? Size L. L. Em mua size L. Size thì, lên đổi hết L đi. Có nhớ. Nó cùng size với tôi đó. Rồi, con tức là tại sao con lại tặng áo đó? Dạ. Tại con thích những bạn nam mặc áo polo nhìn chững chạc. Nhìn dạ. Chững chạc. Sao mi con thích sao? Dạ cũng có, nhưng mà con cảm thấy cái đó hơi nặng á. Con muốn sự thoải mái với hai người thì con tặng polo. Cái quần jean áo thun là thoải mái nhất. Rồi con tặng gấu là có ý định gì? Nên là bạn dạ, ví dụ mà bạn này không vừa thì hai người cùng nhau đi đổi. Ok, đó cùng nhau đi đổi. Nhưng lần gấu bao mày để cho mỗi đi mày ôm nhớ nếu còn mỗi đêm nhớ rồi ôm con đó nha. Rồi thôi ha, coi như gấu đại diện cho nó đó. Dạ. Rồi con quay đây nói chuyện nè đó. Rồi. Quay ghế rồi hai đứa tâm sự đi. Hai bạn nhìn nhau giao lưu với nhau thấy xem cảm nhận lần đầu tiên hai mươi mấy năm mới gặp nhau đó, có cảm xúc sao nè Minh, nói cho bạn gái biết đi. Dạ. Em anh nhìn em cũng đẹp, hiền, dễ thương. Còn em nhìn anh sao? Em hỏi này nha, hôm qua có mất ngủ không? Cũng có. Chứ lúc đầu anh mường tượng em sẽ như thế nào? Mường tượng cũng giống vậy. Dạ. Dạ là sao? Dễ thương nói chuyện với con gái mà lạ. Dạ. Thì hôm qua em cũng hơi suy nghĩ xíu, tại vì không biết hôm nay bạn em sẽ như thế nào. Thì hôm nay em gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Ngoài nằm suy nghĩ sao mua cái size L là bữa nay gặp thêm chữ ít vô nữa. Dạ. Nhưng mà dễ thương không? Dạ, Quỳnh thấy Minh dễ thương không? Dạ được ạ. Được dạ. Ha. Rồi bây giờ mình hai thấy, đứa hẹn hò mình thấy sao? Quỳnh sao? Mình thấy Quỳnh dạ, sao? Cũng được, đẹp, dễ thương. Dễ thương ha. Dạ. Mình thích không? Dạ thích.
Bây giờ mình nói với Quỳnh đi, mình nói là bây giờ đầu tiên mình hẹn hò sao đó, giữa hai đứa tuần mấy lần, tháng mấy lần, ngày mấy lần gì đó. Ủa vậy là anh đang làm việc tại Bình Dương luôn hả? Dạ. Đừng già nữa, đừng già. Thì em là con nói chữ ừa đó con. Nhà của em thì ở Gò Vấp, qua Bình Dương thì cũng gần 13 cây, bằng em ra quận nhất. Thì cũng gần, từ đó chạy qua cũng tiếng đồng hồ. Vậy thì hẹn sao đó, mình hỏi Quỳnh đi, Quỳnh thích đi đâu chơi? Anh bạn người ta thứ hai tới thứ bảy chủ nhật em mới nghỉ thôi. Thì mình hẹn cuối tuần chủ nhật. Ủa vậy thứ hai thứ bảy là đi làm mấy giờ về? Anh làm ca, anh không có làm thôi. Anh làm như ca sáng như ca tối vậy đó. Mình hỏi coi hiện nay Quỳnh đang ở với ai, Quỳnh có cần gì không? Em đang ở với ai? Đang ở với mẹ, với cậu và với dì. Là muốn mốt mà có cái thơ thì cứ thể về làm trên đây được không? Làm ở mình muốn làm dâu làm sao? Mình ở Bình Dương là ở huyện nào? Thị xã nào hay sao? Thị xã Thủ Dầu Một. Thành phố Thủ Dầu Một luôn. Thế người ta còn biết thành phố, ta lên thành phố rồi. Không còn thị xã nữa. Rồi sao hỏi rồi? Giờ làm dâu được không? Hỏi tới coi sao? Dạ, mốt em gì có thể làm dâu bên đây được không? Được. Được rồi đó. Về ở với anh rồi hay là ở chung thế nào đó giờ? Dạ, nhưng mà Minh là Minh ở với ai? Minh ở dạ, với em dạ con ở chung với ba mẹ. Với dạ. Có anh em nhiều không? Có hai anh em. Hai anh em trai. Dạ em gái còn em gái. À em gái. Còn gì khỏe rồi đó. Ừ, vậy thì là... có thể ở riêng được đúng không? Dạ. Hai đứa có thể ở riêng được mà. Bây giờ nè, hỏi là thí dụ như tụi mình đồng ý được khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Nếu mà mình tìm hiểu khoảng được bao mấy năm thì mình mới tiến tới hôn nhân. Mình thôi. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Lâu quá. Lâu quá em ơi. Em anh thì cỡ 25-26 là được. Thì nói chung những vật thì cái đó là lúc em suy nghĩ khi em chưa gặp anh thôi. Yeah. Cái đó là duyên. Đúng rồi. Duyên cái đó là ví dụ lấy nhau mình em thích con trai con gái rồi lòng. Nếu mà có lấy nhau rồi em hết con trai hoặc con gái. Con nào cũng được. Em cùng thích trẻ con lắm. Dạ, da hay gái đều được. Nếu mà nhưng mà thích nuôi động vật nữa. Có anh cũng thích. Nuôi con gì con nói dạ, đi. Chó. Chó là con anh chó. Phải. Dạ. Anh cũng thích chó, nuôi chó. Bây giờ em thích con gì nó cũng thích con đó đó. Bây giờ nè. Quỳnh để con gấu lên đi. Rồi Minh tới nắm tay bạn gái cảm nhận thế nào đó. Hai người nắm tay với nhau nhìn thẳng vào mắt nhau, hát tặng bạn gái một bài nè, hai người nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc, để mình cảm nhận cảm xúc thế nào khi tay chạm tay, mắt chạm mắt, coi nhìn thẳng vào nhau nè Minh. Đó, hát bài gì tặng bạn gái đi. Dạ, hát một câu thôi. Một câu trong bài nắm tay nhau. Nắm tay anh nhé. Nắm tay anh nhé. Nắm tay nhau hoặc chặt, giữ tay nhau hoặc lâu, hứa với anh một câu sẽ ghi nhận, sẽ cùng nhau đi tới con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em ơi xin em hãy bước đi. Buồn quá hậu thôi. Thấy thương không? Quỳnh hát tặng lời cho Minh bài gì đi. Em xin gửi tặng anh và mọi người trong đây bài hát Két Lại Âu Lo của Đa Lép với Miu Lê ạ. Trời ơi dữ luôn. Không, vẫn nắm tay, vẫn nắm tay. Đừng có buông tay, đã nó hát nắm tay nhau thật chặt nắm rồi. Nắm tay thôi. Em đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta đi thật mau chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu liệu mai này có nhau. Thức giấc để em còn được thấy ánh mắt của anh nhẹ nhàng, nắm đôi tay của em không xa rời.
tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua, giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vân vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu, anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Ta sẽ bước chân thôi. Nước mưa hạ đến mỗi chiều, ta biết trao nhau ân cần, biết mỗi khi vui buồn có nhau, thời gian để ta trưởng thành với nhau. Rồi đó, câu cuối cùng hay lắm á. Nói đi cho bạn gái biết đi, thấy tim mình sao khi nghe bạn gái hát đó? Tim mình đập nhanh. Nè, nói câu gì rất ruột rất gan, nói cho Minh. Nếu mà em đồng ý em bấm nút gì đó, anh sẽ chăm sóc em gì đó. Em có đồng ý thì hãy cho nhau một cơ hội bấm nút nha. Anh hứa gì với em đi? Hứa gì chứ? Hứa cái gì mà để cho bạn gái yên tâm bấm nút đó? Anh hứa sẽ chăm sóc em trên quãng đường sau này. Rồi dán tóc bạn gái lên cái coi chứ. Lấy tay dán tóc bạn gái bên bên tay phải đó, đúng rồi, dán nhẹ lên đó, nhẹ nhàng đó. Nhìn kỹ vô mắt bạn gái, tim đập rộn ràng chưa? Rồi chú. Rồi nó muốn xỉu rồi đó. Ông cứ đứng ông mớm mồi hoài, nhỏ mặt xanh không còn một giọt máu, đứng cho nó quýu luôn được chưa Minh? Dạ được rồi chú. Rồi trở về ghế đi nào, cảm giác yêu chưa? Rồi chú. Rồi đúng không? Rồi, để thương hết sức luôn, để tay nút bấm nè. À, bây giờ là do bạn gái thôi. À, mình thích thì mình bấm nha Minh. Mình là đàn ông mình chủ động. Còn bạn gái để tay mình nút bấm. Chúng ta suy nghĩ, để tay mình nút bấm đi. Hiện nay thì trước mắt chúng ta là đại diện hai gia đình, có ba, có mẹ, có dì. À, ở trên truyền hình có hàng triệu khán giả. Chúng ta đang đối diện với những điều đó. Chính vì thế nên chúng ta phải bấm nút bằng cả trái tim của mình. Nếu mình thích mình bấm, mình cảm giác rung động mình bấm, còn không rung động, không thích, không cần bấm bất kỳ điều gì cả. Mà bấm nút thì phải có trách nhiệm với nút bấm, trách nhiệm với những gì mình đã hứa. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Con không bấm hả? Dạ. Sao Quỳnh không bấm Quỳnh? Dạ. Con đứng lên đi. Con đứng lên. Dạ. Lý do sao Quỳnh không bấm? Con muốn thành thật với cảm xúc của con. Con chưa có rung động hả? Dạ đúng. Con cần điều gì nữa? Con có thể chia sẻ. Không thì con cũng không biết nói sao, nhưng mà con nghĩ là con tôn trọng cảm xúc của con á. Thật sự nếu con rung động con sẽ bấm, tại con chưa rung động với bạn. Chính xác. Chúng ta hãy tôn trọng cảm xúc của mình, tôn trọng cái rung động của mình. Nếu mà ta chưa rung động chúng ta bấm thì để cho đối phương hiểu lầm cũng tội nghiệp. Hôm nay đúng là một chàng trai rất là dễ thương ha. Giá như mà Quỳnh bấm nữa thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Nhưng mà xem như là chưa có nợ với nhau. Chúng ta hãy là những người bạn rất tốt bên nhau, để có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau. Rồi biết đâu một ngày nào đó trái tim nó rung động bất kỳ một lúc nào đó, rồi mình quay lại mình nói alo em bấm nha anh cũng được ha Quỳnh ha. Dạ. Cố gắng mình nha. Dạ. Biết đâu được. Cố gắng liên lạc với nhau để chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau. Thật sự là mình rất là tiếc khi mà Quỳnh không bấm nút, nhưng mà cũng trân trọng cái cảm xúc thật đó. Rồi chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Ở đây thì mọi người cũng ngỡ ngàng hết trơn, cũng có một chút tiếc nuối. Rồi, nó cũng sẽ đến cái duyên với mình thôi ha Minh ha. Theo chú thì mình cố gắng làm sao cho nó thoải mái hơn nữa, năng động hơn nữa, bản lĩnh hơn nữa. Bởi vì ở người phụ nữ bao giờ họ cũng mong muốn một người đàn ông là chỗ dựa tinh thần cho họ, một cái bờ vai vững chãi hoặc một nơi che chở. Thành ra mình phải mạnh mẽ chút xíu nữa Minh ha. Cố gắng gặp anh uống cà phê 2-3 lần đi. Truyền đạt cho nha. Rồi, rồi đây mình sẽ lớn lên, mình sẽ mạnh mẽ hơn nha. Tối nay đi uống liền nè chú Linh. Uống liền đi.